Các cụ ngày xưa vẫn có câu là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Tuy nhiên đánh con tới bầm dập như là một người đàn ông tại Thanh Hóa thì thật khó có thể chấp nhận được. Vì hành vi bạo hành này mà Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa vừa đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng đối với Lê Đình Hải, 35 tuổi, ở xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn về hành vi xâm phạm sức khỏe của người khác. Trước đó, chiều ngày 20 tháng 2, cho rằng con gái Lê Thị Thu Nhung 8 tuổi học kém hơn anh trai, nên Hải đã trói tay bé gái vào cột nhà, dùng roi tre đánh mạnh. Trận đòn của người cha khiến bé Nhung bị thương tích nặng, cơ thể đầy vết bầm tím vùng mông, mặt, tay và lưng. Sau khi người mẹ thông báo về sự việc cho các nhà chức trách, Công an huyện Triệu Sơn đã trưng cầu giám định và kết quả là bé Nhung tổn hại 7% sức khỏe. Với mức thương tật này, theo quy định, cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can theo yêu cầu bị hại. Tuy nhiên, đại diện hợp pháp của bé Nhung là người mẹ có đơn xin rút yêu cầu truy tố, nên công an chỉ xử phạt hành chính. Bé Nhung là con thứ hai của chị Lê Thị Hương và Hải. Sau gần 10 năm chung sống do hôn nhân không hạnh phúc, 2017 chị ly hôn với anh Hải. Bé gái cùng anh trai ở với ông, bà nội và bố ở xã Nông Trường. Do bé Nhung nhiều lần bị ngược đãi nên tòa án Triệu Sơn quyết định chuyển quyền nuôi con sang cho người mẹ để bé có điều kiện được chăm sóc tốt nhất.